Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã đón tiếp đoàn học viên cao học Đại học Duke Mỹ tới thăm và giao lưu với giảng viên, sinh viên và học viên cao học Hill. Đây là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi chương trình liên kết quốc tế và giao lưu giữa sinh viên nhà trường với sinh viên quốc tế. Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, tiến sĩ Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Đại học Quốc tế Hồng Bàng và các chuyên gia đã giới thiệu về sự hình thành và phát triển của trường, các ngành đào tạo thế mạnh và những ngành mũi nhọn mà trường đang chú trọng đầu tư nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động, cũng như chia sẻ tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam và giải đáp các câu hỏi về chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên, cũng như các chương trình học của hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng với các học viên Đại học Duke. Nhà trường đặc biệt chú trọng quan tâm và ngày càng mở rộng nhiều đối tác từ các nước để mang đến những cơ hội cho sinh viên được học tập và giao lưu học thuật, rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, cũng như mở rộng các mối quan hệ với sinh viên quốc tế khi các bạn có mong muốn theo học tại Hill.